Tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 là con giáp may mắn được trời xanh để mắt tới, cát tinh trợ mệnh, số tránh được họa, thần tài chiếu cố tiền đồ cất cánh, đổi đời đại gia trong tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023. Quý tín chủ thân mến, nhiều người thường tự hỏi mình rằng làm việc chăm chỉ cố gắng như vậy mà nghèo vẫn hoàn nghèo, cơm lo từng bữa và than trách ông trời bất công, điều này có thể là do bạn chưa được may mắn, thần tài chưa để ý tới. Tuy nhiên, đừng vì thế mà nản lòng từ bỏ ý chí phấn đấu của mình, vì có thể quả ngọt sẽ đến với bạn từ thời điểm trung vận trở đi, tuổi càng về sau càng sung túc đủ đầy. Dựa vào sự dịch chuyển của các chòm sao, sự tương quan giữa Can chi, ngũ hành của cung mệnh, các nhà tiên tri, nhà tử vi học uy tín phương Đông đã đưa ra luận giải dưới đây cho tín chủ tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 vào thời điểm tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tiến chủ tuổi Tân Sửu là người hữu duyên, nghe được mệnh trời, biết được thiên cơ, chớp được thời vận trong đời, sẽ tránh được những tai ương không đáng có mà hướng tới sự an nhiên, hưng vượng, giàu sang phú quý. Ngay sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 trong tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023, mời quý tín chủ và các bạn hữu duyên cùng theo dõi. Về tổng quan tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 Tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 thuộc mệnh Thổ, họ là những chú châu đất thật thà, chịu khó, được nhiều người yêu mến, dù là trong công việc hay cuộc sống thường nhật, người sinh năm Tân Sửu được quan niệm là luôn thể hiện sự tận tâm, trung thành, họ là chỗ dựa vững chắc để người khác có thể trông cậy vào. Người sinh năm Tân Sửu rất ít chịu tác động bởi ngoại cảnh, trong gia đình họ là người sống rất hòa thuận, hiếu nghĩa, ở nơi công sở họ khiêm nhường với anh em đồng nghiệp. Một năm cũ đi qua, một năm mới sắp đến, ai trong số của chúng ta cũng đều mong muốn có một năm mới thật thịnh vượng, may mắn, hạnh phúc, và hơn hết là mong muốn một tháng đầu năm suôn sẻ. Vậy tháng một âm lịch của tuổi tân sửu diễn ra thế nào? Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi tân sửu, sinh năm 1961, trong tháng một âm lịch, năm quý mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về sự nghiệp, bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, được nhận định đây là tháng phát triển hài hòa với người tuổi Tân Sửu ở phương diện công danh, sự nghiệp. Con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi được kết quả tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành, chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt là sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong tháng 1 có sự dịch chuyển, hoặc thay đổi môi trường làm việc, đó sẽ là cơ hội để rèn rũa bản thân khá tốt, bạn không nên bỏ lỡ nếu được trao nhiệm vụ tháng một âm lịch này đề cao sự xông xáo tức bản mệnh càng chủ động dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa con giáp này được thúc đẩy tinh thần nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp phía trước cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh khôn lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn chạy đáo là việc nhưng bạn hãy yên tâm là cái gì cũng có giá của nó cứ nhiệt tình phấn đấu ắt có ngày thu về thành quả lớn nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình dám chấp nhận thử thách cho dù kết quả nhận được có là gì bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong tháng 1 năm 2023 này, bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu, khi cần bạn đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi nhanh, đi xa hơn nhé. Về tài vận Xem tử vi tháng 1 năm 2023 âm lịch cho thấy công việc trong tháng này của người tân sửu được suôn sẻ, tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc thăng tiến, người tuổi tân sửu chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính trong tháng 1 năm 2023 này. Trong tháng bạn có được hai tài tinh là Thiên Tài và Thực Thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, việc kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong tháng khá thích hợp khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn của tuổi tân sửu đặc biệt người kinh doanh buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn trong khi đó người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình trong tháng một âm lịch này cơ hội kiếm tiền khá nhiều đôi lúc còn ập tới cùng lúc khiến tuổi tân sửu choáng ngợp và có phần lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu cơ hội nhiều và có sẵn vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp với mình nhất chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc tham quá hóa thâm việc hợp với người khác nhưng chưa chắc bạn cũng sẽ thành công nếu làm theo chỉ cần bình tĩnh, suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Tháng này có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tân sửu thu tiền về túi, song dù có nóng lòng, muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn. Làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan, và khôn ngoan hơn, kẻo cơ hội đến nhưng bản thân lại chịu thiệt, vì sự nóng vội của mình. Về tình duyên, trong tháng có ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành năm dự báo về một tháng nhân duyên rộng mở hạnh phúc đong đầy với người tuổi tân sửu đặc biệt trong tháng một âm lịch này có dịch mã thôi thúc sự dịch chuyển đi lại rất có thể con giáp này cũng đón nhận những mối duyên bất ngờ trong các chuyến đi đó các cặp vợ chồng hiếm khi xảy ra cãi vã nếu có thì cũng chỉ xoay quanh vấn đề thường nhật mức độ không quá nghiêm trọng nên mọi thứ trôi qua khá nhanh Tuy nhiên, do có sao Quả Tú xuất hiện, chủ về những suy nghĩ hỗn loạn, tâm lý u uất, chịu nặng, những mặt xấu của tính cách bộc phát như nóng tính, cục tính, giữa vợ chồng không có sự nhường nhịn nhau thì mâu thuẫn xảy ra ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Về sức khỏe. Về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu trong tháng 1 âm lịch năm 2023, người tuổi tân sửu vẫn cần được chú ý nhiều hơn tới sức khỏe sao dịch mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại chạy ngược chạy xuôi giải quyết công việc nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng nếu xảy ra áp lực về tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren điều quan trọng nhất là bạn cần thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại trạng thái tinh thần trong tháng hãy dành ra khoảng thời gian nghỉ thích hợp giúp cơ thể được sạc lại năng lượng bên cạnh đó bản thân con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình trong tháng 1 có hung tinh điếu khách chiếu mệnh, chủ về tăng sự, tân sửu cần chú ý trong tháng 1 âm lịch này. Khẩu quyết. Tử vi khuyên rằng cho người khác cơ hội cũng là cho thêm mình cơ hội. Quý nhân, tuổi dậu, tuổi hợi. Tiểu nhân, tuổi tỵ tuổi ngọ. Màu sắc may mắn, màu đen, màu hồng. Và phần luận giải sau đây, là vô cùng quan trọng. Ở độ tuổi ngoài 60, quý tín chủ tuổi tân sửu, nên biết để có cuộc sống, an lạc, hạnh phúc, vui vẻ, và khỏe mạnh, hưởng phúc khi về già. Thứ nhất, biết đủ thì an lạc. Bình an là hạnh phúc, biết đủ là phước lành, tâm trong sạch là vận mạng phước đức, ít ham muốn là trường thọ. Bụng dạ của người trở nên hẹp hòi nếu như chúng ta ham muốn quá nhiều, ngược lại nếu biết tiết chế ham muốn thì tâm lượng sẽ rộng mở. Thà rằng cuộc sống thanh bần mà tự mình vui vẻ, chứ không thể giàu có trong sự bất thiện lo sầu. Chúng ta cần dừng lại những suy nghĩ sâu xa, thay vào đó nên hài lòng trong mọi lúc để có thể nghỉ ngơi một cách thong dong không nên ỷ lại vào sức khỏe đang có, phước báu không nên hưởng hết, tiện nghi cũng không nên chiếm dụng quá mức, và thông minh cũng không nên tiêu dùng hết. Nước chảy xuyên qua đá không phải là một sức mạnh, mà là một quá trình thời gian lâu dài. Hạnh phúc là xem nhẹ những ham muốn vật chất, vượt qua sự lo lắng, sầu muộn của thế gian, và bằng lòng với những gì đang có hiện tại. Giàu có về tinh thần chính là sự giàu có thực sự. Thứ hai, nên hành thiện mỗi ngày. Phật giáo chủ trương hành trì giới luật, làm các việc thiện để tích gom phước đức, khai mở cánh cửa trí tuệ, dẫn đến quả vị là giác ngộ thành Phật. Nói cách khác, hành thiện là con đường duy nhất để tu tập và thực hành Phật pháp. Trong kinh, Đức Phật dạy, không làm các việc ác nên làm các việc lành, đó đích thực là chân lý. Người Phật tử ở thế gian, nhịp sống tương đối nhanh, thường ở trong trạng thái bận rộn. Để tu tập thiện pháp, chúng ta cần phải tuân theo nguyên tắc hành thiện mỗi ngày, làm như vậy thì công đức vô lượng vô biên. Vì vậy, mỗi ngày làm một việc thiện là một trong những cách tốt nhất để phát triển phước điền. Mỗi ngày hãy làm việc thiện và tích thiện thành đức, cho nên người có tâm niệm làm việc thiện và tích đức sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt lành này. Mặc dù điều đó cần phụ thuộc vào môi trường kinh tế của mỗi cá nhân, nhưng chiều sâu của mọi việc thiện không phải cân đo đong đếm bằng tiền mà lấy chiều sâu của tâm từ làm tiêu chí. Tâm biểu hiện ra ngoài bằng hành động thiện đó là sự phát tâm. Phát tâm như thế nào? Sự phát tâm từ bi này cũng giống như tâm của Bồ Tát vậy tình yêu, sự tin tưởng và lòng biết ơn, thực ra không cần theo đuổi hình thức, làm mà không nói, nhìn thấu từ những việc nhỏ nhặt, hòa tan vào bên trong mọi ý niệm, không vì cuộc sống tương lai, không vì hưởng thọ kết quả, chỉ vì một ý niệm cầu thiện, như vậy là đã có phước báo rồi. Trên đây là tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023, của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Hy vọng quý độc giả sẽ rút ra cho mình được những thông tin hữu ích từ tử vi tháng đầu tiên trong năm mới của mình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới, năm mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.